Dạ vâng, hồi nãy lúc đầu đó là mình đã nói là coi như là lúc đầu mở đầu chương trình mình có nói là cái này giống như cái bác cũng nhận, bác cũng đồng ý là giống như cái nghiệp đúng không ạ? Tức là mình mấy người đi học thì có tầm phải nhà tơ gì đó, bán phụ gì đó, còn cái này là cái nghiệp, là mình tiếng nói của lương tri. Thành ra cháu nghĩ là cái chuyện mình làm nó không phải là chỉ là một cái công việc mà gần như nó là một cái sứ mạng đúng không bác? Nó là một cái mission. Thì giống như cháu nói là đến một lúc nào đó thì cái người nào cái cơ duyên hoặc là cái căn cơ hoặc là đến một lúc nào đó người mình nghe cái gì đó, có thể cái chuyện đó giống như là cháu thấy mấy bữa nay có những cái mà cuốn sách bây giờ người ta lên người ta đọc đó bác, trên trên YouTube đó, thay vì sách giả dụ những cuốn sách về như cháu nói là của ông Nguyên Phong ông viết đó, tức là ông viết rồi ông cũng dịch phóng tác từ những tác phẩm của những thiền sư này rồi những ông Tây Tạng kia đó, thì họ đã viết cách đây mấy chục năm rồi đúng không ạ, nhưng mà đến bây giờ tự nhiên cháu đọc tự nhiên mình mới thấy thấm thía đúng không ạ, tức là giống như đến một lúc nào đó cái cơ duyên thì mình mới đủ cái căn cơ để mà mình thấm thía, mình mới gọi là tâm đắc được với những cái bài viết, những cái cuốn sách đó, những cái tư tưởng đó đúng không ạ. Thành ra đó là một trong những cái ý mà cháu muốn nói là giả dụ như mình không dám nói là mình gì bác, tức là mình chọn lựa khán thính giả, tức là mình cũng khó khăn đúng không ạ, nhưng mà nói chung là hy vọng cái người nào mà thời gian trước đây mà nghe những cái chương trình của Khải hoặc là của với Bắc Cường mà cảm thấy khô khan buồn chán hoặc là vu vơ hoặc là lan man, thì hy vọng một ngày nào đó quý vị trở lại quý vị nghe, mà nghe với tính cách giống như Khải nói là mình nghe mà giống như ông Newton mà ông ngồi ông nhìn trời ngắm đất á đúng không ạ, tức là mình đừng có chờ cái thiên hạ dạy cho mình cái gì hết á, Sẽ chờ sung dụng. dạ mình không phải là đứa trẻ lên ba đi học tiểu học đúng không ạ, như hồi đó, đó bác làm thầy giáo bác biết cái đó rồi, tức là giống như bác có giáo trình đúng không ạ, tụi nó tụi học sinh là nó vô nó cứ mở mắt nó há miệng nó chờ bác lời vàng chữ ngọc để bác có giáo trình bác dạy nó những cái thông tin đó, những cái thông tin này thông tin kia, cách làm toán cộng toán trừ ví dụ như vậy, nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích cái công việc của Khải với Bắc Cường đúng không ạ, đó là điều thứ hai. Nhưng với điều thứ hai là giờ bác cũng hay nói cháu là chân không đến đất cọt không đến trời, thì sẵn hôm nay là cháu cũng muốn thưa với bác là như vậy, có nghĩa là mình cái sứ mạng của mình thì mình cũng cháu cũng hồi nãy trên xe cháu ngồi cháu thưa với bác đó, tức là mà cháu cũng cảm thấy rất là an ủi, nếu mà không tự hào thì cũng rất là an ủi là cái việc làm của mình cuối cùng thì nó cũng đơm hoa kết trái bác, tiếng Anh gọi là fruition á, nó cũng có thu hoạch, mặc dù mình không phải là cái người mà gọi là chủ vựa, mình không có là đại lý để mà có thể được thu lợi nhuận từ những cái hoặc là đứng tên để mà được vinh danh ghi sổ gì hết, nhưng mà những cái chuyện mà từ đó đến giờ mà bác cháu làm thì đến bây giờ cháu cảm thấy là nó bắt đầu nó đã có cái kết quả, mà thay vì như hồi nãy cháu nói là nếu mà người nghe người ta vỡ vạc được đúng không ạ, ra cái vấn đề gì đó khi mà người ta nghe những cái chương trình của mình, mà cháu có thể tự hào cháu nói là giả dụ những người nghe là những người như là Derek Phạm, Vũ Hoàng Lân đồ này kia đó, là những đồng nghiệp của mình Đỗ Dũng ví dụ như vậy, kể cả những người như là ông gì ông Mai Thanh Chiết đồ này kia đó, tức là những học giả đồ này kia chứ không phải là những người vu vơ, thì cái mà những cái mà cái hồi đầu cách đây mấy năm hoặc là kể cả một vài tháng nay bác nhớ và dù nãy bác có nhắc đến Trương Quốc Huy N10 TV đúng ạ, thì bác còn nhớ là cháu khi mà cháu nêu ra có thể hồi đó là nhiều người nghĩ cái đó là cái thuyết âm mưu, hoặc là có thể bác cũng không đồng ý với cháu, bác cho rằng là cháu chỉ là gọi là ý nghĩa là đưa ra một cái giả thuyết vì mình ghen ăn tức ở hay là mình cảm thấy là bất bình hay là mình không phục gì Trương Quốc Huy, rồi cháu vẽ chuyện ra để cháu gán ghép đúng không ạ, cháu nghi ngờ. Nhưng mà bác thấy nếu mà bác theo dõi YouTube một vài bữa nay đó bác, sau cái vụ va ba đó bác có biết cái vụ đó không ạ,
Thì bây giờ là cái chuyện mà rất nhiều người đã bắt đầu lên tiếng, và cháu thấy là cái mà những cái lời mà tố cáo của cháu, mà cháu dùng cái từ tiếng Anh là useful idiot, ý cháu nói là cái kênh chương N10 TV của Trương Quốc Hy á, mà nó có được triệu sub, nó có được triệu view, là có cái sự hỗ trợ, cái sự nâng đỡ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà cháu hay nói giỡn là bạn Thưởng, tức là ông Võ Văn Thưởng, khi đó là ông là trưởng ban tuyên giáo, bây giờ ông đã mới được lên chức chủ tịch nước rồi. Thì cháu khẳng định là có vai trò của ông Thưởng trong đó. À, thế là trúng số. Bây giờ cái đó nó không còn là thuyết âm mưu bác, bây giờ rất nhiều người bắt đầu họ đưa cái vấn đề đó ra rồi. Bác hiểu chúng ạ? Thì cháu cảm thấy rất là an ủi, và có thể là cháu không biết là trong cái buổi nói chuyện hôm nay cháu sẽ đưa ra quăng bom, cháu sẽ trực tiếp cháu có một lời nhắn với ông Võ Văn Thưởng chúc mừng ổng, và cháu cháu cũng sổ bài, cháu tiết lộ cho mọi người biết là cái gọi là thuyết âm mưu hay là cái nhận định, cái mà bắt là cháu đã bắt bài, cháu đã thấy được những cái chiêu của họ rồi, nhưng mà tại vì chưa có thuận tiện để cháu là bật mí hay là cháu tố cáo thôi. Thì cháu không biết là chút nữa cháu nói trong chương trình nói chuyện với bác hay là cháu sẽ nói riêng. Nhưng mà nói chung là cháu thấy là bây giờ là rất là chín mùi để mà cháu công khai là như vậy bác, mình đang ngồi ở đây. Thì nãy bác có nhắc đến việc quyết ly, đúng không ạ? Thì bác không xa lạ gì Trần Nhật Phong. Thì trong cái giai đoạn đó bác cũng có hợp tác với Trần Nhật Phong, đúng không ạ? Bác có biết, không phải hợp tác mà, tức là bác có cộng tác với tờ Việt Weekly, bác có biết họ, đúng không ạ? Và trong thời gian đó thì Trần Nhật Phong là cộng tác với Việt Weekly trong vai trò hình như là thư ký hay là gì đó, đại khái như phụ tá tổng thư ký gì đó. Thì bao nhiêu lâu nay cháu đồng ý với bác là cháu nói họ là buôn hàng giả, đúng không ạ? Nhưng mà mấy bữa trước cháu chỉ nói mấy mé thôi. Thì hôm nay cháu có thể chúc mừng ông Võ Văn Thưởng là như vậy. Là cháu thấy là không biết là vì ông Võ Văn Thưởng ông đã lên chức chủ tịch nước, có nghĩa là bây giờ chính thức là lên một cái đẳng cấp mới rồi, đúng không ạ? Không thể dính dáng gì đến với cái chuyện là tuyên giáo, cái chuyện đấu đá, cái mấy cái chuyện mà lôn côn của cái thời xa xưa nữa, đúng không ạ? Bắt đầu bước qua một cái giai đoạn mới, lên một cái đẳng cấp mới rồi. Thì cháu không biết vì vậy họ sổ bài, họ lộ bài, hay là đây là một cái hình thức mà tấn công để mà gọi là gì bác, tức là để mà thay vì như nó gọi là gì bác, khi mà một người mà mới nhậm chức mà mình muốn một cái món món quà tặng đó bác, để gọi là cái gì bác, giống như là để mà chào mừng, đón mừng cái chủ cũ của họ là như vậy. Ý cháu nói là Trần Nhật Phong là bây giờ đã chính thức là khởi điểm từ cái con đường này trong cái trụ sở Việt Quyết Ly, mà hồi nãy bác nói là họ đang từng bước họ chuẩn bị họ thâm nhập vào đây rồi này kia phải không ạ? Thì cháu nói thẳng luôn, không còn từng bước nữa, họ đã sổ bài rồi. Họ qua cái vụ việc Va Ba, tức là họ đã sổ bài, tức là bây giờ họ không còn giấu giếm nữa. Tại vì giống như bác từng nói qua cái vụ Ngô Thanh Vân, bác nhớ mà, cháu nói là bác nói là gió đã đổi chiều, có nghĩa là cháu nói là sấm sấm mạnh cường, là tại vì như vậy. Cháu đồng cảm với bác, là cháu cháu bắt được cái ý của bác, cháu nói là vậy là bác thấy được vấn đề, có nghĩa là gió đã đổi chiều, có nghĩa là không phải là họ đang từng bước họ muốn thâm nhập nữa, bác hiểu không ạ? Mà họ đã cài cắm người, họ đã, cháu nói là ba dòng thác cách mạng, có nghĩa là từ những người nằm vùng, từ những cái tay lãnh tụ chống cộng to mồm, nhân danh truyền thông như là Ngô Kỷ, như là Trần Nhật Phong, như là N10 TV, bác hiểu chứ không ạ? Rồi bây giờ đám dân cử mà cháu gọi là dân cử bất lương á, tụi mà cháu gọi là khỉ bô sa đó, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đó, mà cùi đó, thì là thật sự đã nằm dưới vòng kiềm tỏa của họ, tức là họ đã coi như là họ đã sai khiến được từ nó. Cháu nói dùng từ bạn Thưởng á, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, ban tuyên giáo, cục an ninh, bộ công an, họ đã, tức là qua cái như luật sư Hoàng Duy Hùng đã công khai cách đây mấy năm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà Trần Nhật Phong là những cái tay mà ẩn mình,
Và hôm nay cháu công bố luôn là Trần Nhật Phong đã hoàn thành xuất sắc cái vai trò, tức là cài cắm từ cái thời Việt Quickly, từ cái thời mà bác còn biết họ ở cái tòa soạn trên con đường này. Bởi vì cháu ạ, thì cho đến ngày hôm nay là từ lúc mà bị biểu tình, từ lúc mà lái xe chở tổng lãnh sự, những cái người trước đây á, chứ không phải ông mới đây, đúng không ạ, thời cách đây mười mấy năm, từ cái thời Trần Nhật Phong đi lên nhận tiền của tòa lãnh sự để làm cái video mà Trường Sa trong mắt chúng tôi đó, nhớ không ạ? Tức là họ là dám tính là một cái người mà giống như Nguyễn Phương Hùng, đúng không ạ? Tức là coi như là dám tính công khai để mà bắt tay làm việc với tổng lãnh sự, với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng mà không vượt qua được cái sự chống đối của cộng đồng, của những người chống cộng triệt để, đúng không bác, như ông Phan Kỳ Nhơn. Nhưng mà họ ẩn mình, rồi họ chơi chiêu, họ gọi như là kim thiền thoát xác, đúng không ạ? Tức là Trần Nhật Phong lại tự hóa thân trở thành một YouTuber chống cộng, rồi từng bước lại trở thành là lãnh tụ chống cộng. Bác hiểu chống ạ? Thì ý cháu nói là đến ngày hôm nay qua cái vụ Vapa thì họ sổ bài luôn, có nghĩa là bây giờ không cần phải giấu giếm nữa, mà tất cả đã là ba dòng thác cách mạng, là họ đã công khai tay sai nằm vùng, là bây giờ là đã chính thức lộ diện hết rồi. Bác hiểu ý cháu nói là đối với cháu, cháu không có bất ngờ, tại vì cháu đã là lên tiếng, cháu cảnh báo những cái người mà chống cộng ở trong cái cộng đồng này rất là lâu rồi. Nhưng mà họ, bác nhớ khi mà cháu nói hồi chuông báo tử phải không ạ? Cháu nói là những cái mà thế lực thù địch của nhà nước Việt Nam đã bị bỏ vô quan tài, bỏ vào kim tỉnh hạ huyệt lấp đất rồi, thì họ cho rằng là cháu chúc giữ cho họ. Bác hiểu cháu nào? Họ tưởng rằng là cháu là coi như là tân bốc Ban Tuyên giáo, tân bốc Võ Văn Thưởng, là chù ẻo họ. Nhưng mà họ không hiểu, cháu đã giải thích rồi, Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong không những là chống cộng cụi, mà tụi nó còn là nằm dưới cái vòng kiềm tỏa, và là cái công cụ, không biết là gián tiếp, trực tiếp, gọi là có ý thức được cái chuyện làm của tụi nó hay không. Nhưng mà cháu bà đảm với bác là bên Việt Nam là họ sử dụng cái đám này như là cái công cụ của họ. Mà cháu nói là ba dòng thác cách mạng, mà qua cái vụ Vapa vừa rồi là chỉ là cái ngày mà họ công khai, họ lộ bài thôi thưa bác. Vâng, thưa anh, tôi có một cái điều có vẻ có thể là không đồng ý với cái, yeah, với cải đạo ở cái chỗ rằng thì là vấn đề là phải tự mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao nó có cái Vapa, tại sao nó có cái ba dòng sát cách mạng. Hay là và cũng không nên ngây thơ rằng thì là tới giờ này họ mới thành cực, họ mới sổ bài. Câu chuyện là cả hai bên đều xâm nhập nhau hết, phải không ạ? Dạ đúng. Người nào sâu xâm nhập nhau, dạ hết đúng. Nhưng mà may mắn là Trần Nhật Phong, Trần Nhật Phong hay là N10 TV hay là gì đó, thì họ may mắn họ thành công. Dạ, còn đúng. Bao nhiêu người như là Trần Nhật Phong hay là như N10 TV, dạ, đã bỏ xác tại trận. Dạ. Dạ. Thành ra có thể rằng Trần Nhật Phong cái gì đó cũng không phải là cái người giỏi nhất. Dạ. Nhưng mà cái người đó tới lúc nó trúng số thôi. Dạ. Vâng. Dạ vâng, nhưng mà thưa bác, cái cháu chút nữa sẵn đi, nếu vậy là cháu sẽ sổ bài luôn. Cháu sẽ giải thích luôn là tại sao mà cháu nói là ông Võ Văn Thưởng, mà cháu mấy tháng trước cháu chọc, cháu gọi một cách mà vừa, nếu mà trên kia họ có thể họ cho là cháu chế giễu, hay là cháu nói chuyện một cách sách mé đó bác. Cháu gọi là bạn Thưởng. Thì cháu có thể nói thẳng luôn là tại vì giống như bác, đúng không ạ? Bác làm trong trong vấn đề mà như là xây dựng nông thôn, tức là cháu đã giải thích nhiều lần, đúng không ạ? Tức là những người như cháu với bác là mình có liên quan đến vấn đề tâm lý chiến, đúng không ạ? Mình có làm trong lĩnh vực truyền thông, thành ra cháu không có xa lạ gì hết.
Và cháu phải công nhận, cháu nói là ông Võ Văn Thưởng, ông được vào cái chức chủ tịch nước này đó bác. Thì cháu nghĩ là cái vai trò của ông và cái thành tích của ông, giống như nãy bác nói đó, là bây giờ Trần Nhật Phong chưa có phê, bây giờ cứ nói là theo cái thuyết âm mưu của cháu đi, đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ họ đã cài cắm, họ đã sử dụng được những thành phần đó, và bây giờ toàn bộ những cái tay mà từ là lãnh tụ chống cộng, là lãnh tụ truyền thông chống cộng, dân cử chống cộng của cái cộng đồng này, toàn bộ là nằm trong vòng tay họ hết, công cụ của họ sử dụng bao nhiêu lâu nay, và bây giờ là coi như là công khai lộ mặt, là đi ăn coi như là về quy thuận triều đình rồi, đúng không ạ? Thì cháu thấy là rõ ràng cái đó là hoàn toàn là cái công sức, cái thành tích của ông Võ Văn Thưởng. Theo tôi thì có thể là bạn nhầm cái nhân với cái quả, không ạ? Đã rất nhiều người cũng làm y như là đàn em như Trần Nhật Phong, như Ngô Kỳ, vân vân, nhưng mà không thành công. Còn may mắn thì là những người Trần Nhật Phong nhận viết bây giờ là họ thành công, cũng giống như là ban nãy mà bạn nói, thì là trên cái con đường này hồi trước là bác Cường cũng ở trên cái con đường này với Việt Quýt Ly với lại Trần Nhật Phong biết đó chị. Cháu không dám nói vậy, có thể là cháu nói sai, chỉ cháu nói là hồi xưa bác cũng biết họ, đúng không ạ? Vâng, trong cái thời gian vâng, họ còn đó, làm việc với Việt Quýt Ly thôi, vâng, chứ không phải là cộng tác hay là đồng nghiệp. Vâng, đó thì thành ra đó, đây cũng lại là một cái dịp để cho phép tôi mà giải thích một tí là tôi là cái người mà nó gần như là hời hợt, chỗ nào tôi cũng có mặt hết. Chẳng may là tôi cũng ở trong cái ngành truyền thông, tôi cũng ở trong cái ngành giáo dục, và tôi cũng lang thang đủ mọi nơi. Thế nhưng mà nó có cái may là tôi không có dính vào đâu hết, cũng không có làm cái chức to gì cả. Cho nên là sau 30 tháng 4 cũng có nhiều người nói với tôi rằng thì là tại sao mà anh không bị bắt hay là anh không bị gì đó, thì tôi nói chuyện được thì là tôi chỉ là những cái con vui đâu chầu đó, trong những các cái bước tiến, trong những các cái dòng sông lịch sử mà mình không phải là những người engagé, những người tham gia trực tiếp, cho nên là vui đâu chầu đó. Do đó mà mình không bị xử tội, mình không, tại vì rằng mình có làm lớn gì đâu, không ạ? Đấy mới là thành ra mình đó là tiếng Anh nó gọi là involved, đúng không? Vâng, không có vâng, dính dáng, không có trực vâng, tiếp mình dính đó, dáng vâng. Còn ví dụ như là nhắc tới ông Ngô Kỳ hay là nhắc tới Trần Nhật Phong, thì tôi còn nhớ rằng thì là cứ nói chuyện rằng thì là ông Trần Nhật Phong có phải là cái ông mà có bà vợ là dạ, Phượng Mai đó, có bà vợ Phượng Mai, tức là bà ấy là coi như là hát về cải lương hay là hát về cái hồ cải lương Hồ Quảng đó. Thì tôi còn nhớ rằng thì là mấy người ở đây thì cũng là cứ kết tội thì mình cứ thấy rằng thì là ví dụ như là chính ông Ngô Kỳ đã lái xe đưa bà Phượng Mai đi ra phi trường. Dạ. Vâng, thưa anh, thành ra là ở trong hậu trường đó là người ta biết nhau hết cả. Thì đó. Dạ. Và người ta cũng đã đi đêm với nhau hết cả rồi. Dạ vâng. Dạ. Thế cho nên tôi vẫn cứ khen, tôi vẫn cứ quý ông Ngô Kỳ là một trong những ông Ngô Kỳ là một cái người mà coi như là ông ấy cái con chim bão tuyết, một cái người mà nói có sách mách có chứng thật, một cái người mà ở trong cái cộng đồng này đó, là ông Ngô Kỳ là cái người mà đã nằm trong cái mainstream của mấy chục năm hải ngoại. Cho nên ông Ngô Kỳ những việc làm của ông ấy nó
nó không phải là những chuyện cầu âu tình cờ, nhưng mà ông ấy có mặt trong mọi cái biến chuyển của cái buôn xa này mấy chục năm qua. Như vậy thôi bác, cháu nói luôn, cháu nói sáng hôm nay cháu bốc mẽ Ngô Kỳ luôn, và có thể bác không đồng ý với cháu thì đây là đúng ạ, cái sự nhận định của giữa cá nhân bác với cháu thôi. Thì bác nói là Ngô Kỳ nằm trong cái cộng đồng này mấy chục năm nay, thì sẵn hôm nay cháu nói thẳng luôn, tức là cháu không có ngại ngùng gì để mà cháu nói hôm nay cháu có đủ chứng cứ để cháu khẳng định, cháu kết luận, tức là đây là dựa theo cái nhận định, kết luận chủ quan của cháu, đúng không ạ? Để mà cháu nói là Ngô Kỳ hoàn toàn không chống cộng, mà như cháu nói, nếu mà cháu nói ba dòng thác cách bè mà Trần Nhật Phong là một tay trong, tiếng Anh nó gọi là agent, đúng không ạ? Tức là cái từ mà không biết là cái cán bộ là chính quy được cài cắm, được đào tạo, được hợp đồng hay không. Nhưng mà agent, bác hiểu rồi Phong ạ. Nó có nhiều loại lắm. Tức là miễn sao mình là một cái tay mà gọi là cộng tác viên, hay là đúng không ạ? Một cái tay mà một cái công cụ để thực hiện cái đó là agent. Để mà thực hiện cái mà bao nhiêu lâu nay người ta lo sợ đó bác, cái mà bác không tin, bác không đồng ý đó, là cái nghị quyết 36, tức là để mà lũng đoạn cái cộng đồng này, thâm nhập cộng đồng này, thao túng cái cộng đồng này, để mà gây cái sự mà mâu thuẫn, gây cái sự mà gì đó bác, gọi là cái gì, phân hóa, đúng không ạ? Thì cháu thấy là nếu mà nói là Trần Nhật Phong là từ cái thời mà Việt Quốc Ly đã là bắt tay làm việc với bên phía, cháu thấy bây giờ cụ thể thôi, chứ còn cháu không biết chính xác là cái nhân sự nào, cháu cứ nói tên ông Võ Văn Thưởng thôi, có hiểu chứ không ạ? Để mà đại diện cho chính phủ Việt Nam, đại diện cho ban tuyên giáo, cho cục an ninh bộ công an, thì đương nhiên họ phải có cái agent. Cháu cũng có một cái nó gọi là cái guess, đúng không ạ? Cái cháu có đoán được những cái ý trình đó, cháu chưa nêu tên, nhưng mà giờ cháu chỉ dùng ông Võ Văn Thưởng cháu nói thôi. Nếu mà hồi xưa Trần Nhật Phong đã phục vụ cho ông Võ Văn Thưởng, thì ngay từ cái buổi ban đầu đó là Ngô Kỷ đã biết cái chuyện đó và đã đồng hành với Trần Nhật Phong, nhưng mà vẫn to mồm, vẫn đóng vai chống cộng, vẫn đi biểu tình, vẫn chụp mũ người này, vu khống người kia, cho đến ngày hôm nay vẫn cái bụng cũng soạn lại. Tức là khi mà cái đám dân cử, dân khỉ bô sa này, cái đám mà dân cử bất lương, bịt bợm, tự nhận là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, nó lên, nó ăn rác của David Dương, nó khấu đầu, nó quy thuận, nó quỳ mọp xuống để mà nó coi như là quy phục, khấu đầu với ông David Dương một cách gián tiếp, là quy thuận triều đình, quay về với nhà nước Việt Nam rồi, thì Ngô Kỷ vẫn giả vờ lên vỗ bàn vỗ ghế bắt tụi nó xin lỗi, tiếp tục những tuồng, thưa bác. Tức là cái thằng này nó qua mặt đồng hương bao nhiêu lâu nay, giống như bác cháu mình nói, tức là anh đi anh bắt người ta là con rồng không có màu vàng, tại vì anh nói là màu đỏ là của cộng sản. Ngày hôm sau cái thành phố Westminster, sẵn hôm nay cháu nói luôn, cái đó không phải là một sự ngẫu nhiên, cái đó đã là một cái dấu chỉ là Nam Quan khi mà được bầu vào hội đồng thành phố Westminster đã từng bước là bắn tiếng với nhà nước Việt Nam là chúng tôi đã xâm nhập, tôi đã bảo hiểm là đã coi như là đã leo sâu trèo cao và đã thâm nhập vào hàng ngũ tụi nó được rồi. Tức là cái con rồng trên cái xe hoa của hội đồng thành phố Washington hoàn toàn màu đỏ, đó không phải là một sự ngẫu nhiên, tại vì ngay ngày hôm trước Ngô Kỷ đã tuyên bố là màu đỏ là màu của cộng sản, mà thành phố Washington là để hai con rồng đỏ, có nghĩa là họ bây giờ họ đã công khai, họ lộ bài, họ lộ diện rồi. Nhưng mà cái thằng Ngô Kỷ vẫn tiếp tục lên diễn tuồng ra vẻ tụi bay phải xin lỗi, tụi bay chống cộng, có nghĩa là tụi này nó quá coi thường đồng hương, có hiểu cháu không? Và chút nữa cháu sẽ giải thích tại sao cháu nói ông Võ Văn Thưởng ông rất xuất sắc, ông đã có những cái chiêu để mà ông đạt được cái thành tích này. Cháu có thể là tiết lộ những cái nhận xét của cháu. Theo tôi thì tôi vẫn cứ thấy là trên cơ sở là khởi đầu, cứ lấy nhân làm quả, làm ngược lại
giải thích vấn đề ngược lại. Ví dụ như nói về cái nghị quyết 36 thì tôi cho rằng thì là bây giờ phải đặt cái câu hỏi là tại sao lại có cái nghị quyết 36, chứ không phải rằng cái nghị quyết 36 là tự dưng nó ra đời đâu. Nó nhìn thấy có những các cái bức xúc, cho nên cái nghị quyết 36 đã có lần tôi nói cái nghị quyết 36 là một lời xin lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải rằng thì là nghị quyết 36 là nó ra đời để mà nó chỉ huy cái lực lượng hải ngoại. Nó khác hẳn, nó ngược lại. Nghị quyết 36 nó ra đời là cái mà tôi không đồng ý với Khải Đào, là nghị quyết 36 ra đời là một lời xin lỗi của Đảng. Thưa bác, bởi vậy cháu mới nói là mấy năm nay mấy tháng này, đúng không ạ? Vì bác nói như vậy, cháu cách đây mấy tháng cháu đã lên cháu ngỏ lời với ông Võ Văn Thưởng, đúng không ạ? Cháu đã từng trình bày với bác, có phải không ạ? Cháu nói là có cái xu hướng tích cực, có cái xu hướng tiêu cực, có phải không ạ? Cái xu hướng tích cực là như bác nói, tức là tiếng Anh nó gọi là face value, đúng không ạ? Tức là mình đọc cái nghị quyết 36 theo câu chữ và mình dịch nó, mình hiểu nó theo cái nghĩa gọi là theo cái câu chữ và một cách tích cực, đúng không ạ? Tức là không có cynical, không có đa nghi, không có xuyên tạc, thì nói như bác, đúng không ạ? Nó là một hình thức gọi là, nếu mà không xin lỗi thì là một hình thức giang tay đón nhận, sẵn sàng không, nếu mà không phải hòa hợp hòa giải thì là sẵn sàng hoan nghênh làm việc với nhau, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại, giống như cháu nói là cháu cảm thấy qua cái sự việc của Hoàng Chí Hùng thì cháu thấy là nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không bác, là cháu cảm thấy là ở Việt Nam có hai xu hướng, một xu hướng bảo thủ, một xu hướng là cấp tiến, và họ vẫn chưa có đi đến cái sự gọi là thống nhất. Thành ra cháu cách đây mấy tháng cháu có lên cháu có hỏi dò ông Võ Văn Thưởng là như vậy. Cháu một hình thức cháu kêu gọi, giống như bác nói á, cháu nói là cháu hy vọng quý vị là sẽ có cái đường lối chủ trương chính sách để thực thi cái nghị quyết 36 theo cái chiều hướng tích cực giống như bác nói. Nhưng mà cháu xin lỗi, ngày hôm nay cháu có thể khẳng định qua cái sự việc này thì cháu có thể thấy được, thứ nhất là qua những cái sự việc của Hoàng Duy Hùng, qua những cái nhóm mà tấn công chửi bới bới lên án Hoàng Duy Hùng, cũng như qua cái sự kiện của Nguyễn Phương Hằng, và qua cái sự kiện gần đây, cái sự lộ diện, cái sự gọi là sổ bài của Trần Nhật Phong, của Trương Quốc Huy, thì cháu có thể khẳng định là bên Việt Nam cái phe bảo thủ đã thắng thế, và họ đã áp dụng, đã thực thi cái nghị quyết 36 theo cái hướng, cháu xin lỗi bác, là theo cái hướng tiêu cực, giống như những cái người chống cộng, họ đã đa nghi, họ nghi ngờ, họ lên án. Và từ lâu bác biết rồi, cháu không có ủng hộ những cái người chống cộng cực đoan. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay bác hỏi cháu thì cháu xin lỗi, cháu phải nói rằng là những cái lo sợ của họ là đã trở thành sự thật. Và qua cái đó, tại vì cháu nghĩ là sẵn hôm nay cháu nói luôn là nếu mà ông Võ Văn Thưởng ngày hôm nay đã là chủ tịch nước rồi, ông không còn dính vô mấy cái chuyện này nữa, thì phải có nhân viên, cái người thừa kế ông, thay thế ông, đúng không ạ, để lo cái chuyện đó. Thì cháu hy vọng là họ sẽ áp dụng cái chính sách mà họ cần phải thay đổi, cần phải sửa sai, tức là cần phải step back đó bác. Step back coi như là mình cần phải lùi lại. Dạ. Chứ còn đừng có đi theo cái hướng này, đừng có nghĩ là được đặt chân lên đằng đầu. Tức là bây giờ tại sao, giống như mình đã, cháu nói là ba dòng thác cách mạng đó bác, tức là mình đã nắm đầu tụi nó hết, mình làm chủ tình hình rồi, bây giờ tại sao mà tao phải cho nó không. Nếu mà quý vị đã ở cái vị thế kẻ cả, bác nhớ là lâu rồi bác cho mình nói mà, tức là quý vị đã là chủ đất nước, đã là chính quyền, đã chính thức được thế giới công nhận rồi, đúng không bác, thì không còn có cái chuyện mà phải lo sợ, phải đấu đá, phải tranh giành gì với cái tụi này. Giống như bác nói, mình coi nó như là cái tù dân quân xá ấp, tù tóc nhái, tù này kia đi, thì mình phải hành xử theo một cái thế của một người kẻ cả, bác hiểu không? Một người chủ sĩ, chứ đừng có sử dụng những cái thành phần mà đá cá lăng dưa, côn đồ lưu manh,
để tiếp tục sử dụng chiêu trò để mà tức là như là để mà đạt được cái thế mà thượng phong, mà phải áp dụng những cái chiêu trò nó gọi là gì bác, tức là nó gọi là âm mưu thủ đoạn một cách là đen tối mà tàn độc đại khái như vậy. Cháu nghĩ là không nên, cháu chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Tôi nghĩ rằng cái thế của nhà cầm quyền Việt Nam nó gần như là nó không phải là một cái loại mà cố chấp cứng nhắc. Nó cũng hiểu rằng thì là cái nước Việt Nam ta đóng cái vai trò gì ở trên cái bàn cờ thế giới, và những người Việt hải ngoại lại còn đóng cái vai trò gì ở trên thế giới. Thế thì để mà giải thích nó dài dòng, nhưng mà nó có thế này, nó có thế này là để mà mình đi cái nó nhìn thấy một cái hậu quả đại khái. Ví dụ như là bây giờ người ta cứ đương nói tới Đài Loan, người ta đương nói tới Đài Loan, và cái và trên nguyên tắc thì mình biết rằng thì là Đài Loan chỉ là năm 1949 khi mà ông Tưởng Giới Thạch thua trận ở trong nước, thua ở bên Trung Hoa thì mới chạy ra Đài Loan. Vậy thì còn cái người dân Đài Loan nó là một cái sắc dân khác, nó cũng giống như là cái người da đỏ ở đây này, nó là một cái người khác. Và không ngờ rằng thì là cái Đài Loan bây giờ nó mới là một cái thử thách, một cái mà cái bàn cờ thế giới bây giờ nó xoay qua cái vấn đề Đài Loan. Đây là một cái vấn đề mà hai bên thách thức nhau, liệu là có giúp Đài Loan độc lập tách ra khỏi Trung Quốc hay không, hay là hay là Đài Loan sẽ một thời nào đó họ trở về với Trung Quốc. Và tất nhiên là trong cái thế giới gọi là cái tự do hiện tại bây giờ đó, thì tôi cho rằng thì là Đài Loan họ nhìn rằng thì là họ sẽ trở về với mẹ Trung Quốc, và họ sẽ trở về với mẹ Trung Quốc bao nhiêu lâu nữa. Thì tôi cho rằng ví dụ như bà Thái Anh Văn bây giờ thì cứ nghĩa là coi như là tổng thống gọi là chủ trương rằng thì là tách rời ra, đây là một cái đảo độc lập độc đức. Thế nhưng mà tôi cho rằng thì là Đài Loan sẽ trở về với mẹ Trung Quốc, sẽ trở về với đất mẹ chỉ trong vòng độ 3 kỳ bầu cử nữa mà thôi. Thì cái ở Đài Loan cái lực lượng mà muốn Đài Loan độc lập với cái lực lượng mà muốn Đài Loan trở về với mẹ Trung Quốc đó, hai cái đó mới đầu thì cái độc lập nó mạnh hơn, nhưng mà cái tới cái nhiệm kỳ thứ gì đó thì hai cái nó gần như là nó ngang nhau. Và bây giờ tới cái thời kỳ thứ ba đó, cái nhiệm kỳ thứ ba đó là đại khái là 10 năm nữa, 20 năm nữa thì nó sẽ trở về với mẹ Trung Quốc. Và cái Đài Loan nhân tiện để mà nói với cái Đài Loan thì mình mới thấy rằng thì là cái bàn cờ thế giới sau cái đệ nhị thế chiến thì cái Đài Loan nó cũng có một vài cái mà nó dính dấp tới cái lịch sử Việt Nam